Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn số Thế giới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Bỏ vài tép tỏi vào trong thùng gạo tưởng chừng là vô nghĩa nhưng hiệu quả lại bất ngờ. Điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta bỏ vào thùng gạo vài tép tỏi không bóc vỏ hoặc là vài nhánh ớt khô? Gạo sau khi mua về và mở miệng túi cần phải bảo quản thế nào để luôn tươi mới và thơm tho? Rất nhiều bà nội trợ tiện tay để luôn cả bao gạo vào tủ. Thói quen xấu này không chỉ ảnh hưởng tới vị thơm của cơm mà còn khiến cho gạo dễ bị mốc và có mối mọt. Vậy làm thế nào để bảo quản được gạo tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Bảo quản nơi khô ráo, bỏ thêm tỏi hoặc là ớt khô vào thùng gạo. Hiện nay thì nhiều gia đình đã dùng thùng gạo để đựng gạo chuyên dụng. Mặc dù loại thùng này kín nhưng khi sử dụng vẫn nên chú ý một số việc như sau. Đầu tiên, khi ăn hết gạo cũ và chuẩn bị đổ gạo mới vào thùng, hãy nhớ vệ sinh sạch sẽ thùng gạo trước. Bởi lẽ trong thùng khi đó chắc chắn sẽ có một lớp bụi bẩn bột gạo bám lại. Và những thứ này là nguyên nhân sinh ra mối mọt trong thùng gạo về sau. Nếu dùng nước rửa thùng, nhớ phải phơi thùng đến khi khô rồi mới tiếp tục sử dụng. Trước khi đổ gạo vào thùng, tốt nhất nên ăn hết gạo cũ, không nên để gạo cũ, gạo mới lẫn lộn. Nếu không có thùng gạo chuyên dụng, có thể thay thế bằng các loại thùng đựng gạo khác, có thể cách ly không khí là được, như thế sẽ làm giảm quá trình oxy hóa ở gạo. Ngoài thùng kín thì người nội trợ có thể lựa chọn những loại túi ship cỡ lớn, cũng có thể đảm bảo không khí không lọt vào bên trong. Vì gạo rất dễ hấp thụ mùi nên khi bảo quản tốt nhất là không nên để những dung dịch có mùi như nước rửa nhà vệ sinh, nước hoa, dầu hỏa gần bên cạnh. Dù được bảo quản bằng dụng cụ gì thì gạo vẫn luôn cần được đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh những nơi ẩm ướt, nhiệt độ quá cao. Ngoài ra để gạo luôn được tươi mới, tránh bị mối mọt, giúp cho cơm được thơm ngon hơn nữa thì bà nội trợ đừng quên bỏ vài tép tỏi. Còn cả vỏ nhưng phải sạch hoặc là một vài trái ớt khô vào bên trong chiếc túi nhỏ. Rồi bỏ vào trong thùng gạo, đảm bảo chất lượng gạo sẽ được bảo quản gần như nguyên vẹn từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, cần chú ý thêm là vì tỏi hay ớt khô cũng đều có thể trở thành nguyên nhân gây ra mối mọt trong gạo nên chúng cần được thay định kỳ. Bảo quản gạo trong tủ lạnh. Ngoài cách bỏ thêm tỏi và ớt khô vào trong thùng gạo rồi bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, còn một cách nữa giúp bảo quản gạo hiệu quả đó là đặt gạo vào trong tủ lạnh ở nhiệt độ thấp hơn 15 độ C. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản, cách này có thể tiêu diệt được cũng như ngăn không cho mối mọt đẻ trứng sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên thì tủ lạnh trong các gia đình thường không quá lớn, vì vậy gạo nên được chia nhỏ vào các túi chip trước khi đem để vào trong tủ lạnh. Các bà nội trợ cũng có thể áp dụng cách này với các loại ngũ cốc, gia vị trong nhà bếp của mình. Khoảng thời gian bảo quản gạo tốt nhất. Cũng giống như rau củ quả thì độ tươi mới của gạo cũng rất là quan trọng. Thông thường thì gạo ít khi được gia công, nếu đã gia công có thể bảo quản được lâu hơn nhưng chất lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thế kiến nghị của các bà nội trợ là nên mua lượng gạo vừa đủ, tốt nhất là đủ dùng trong vòng 2 tháng, không nên mua rồi tích trữ quá lâu. Và mùa thu thì gạo được bảo quản tốt nhất trong vòng 1 tháng, còn mùa hè thời gian này rút ngắn hơn xuống chỉ còn 2 tuần. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn số Thế giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.